chào mọi người, hôm nay chị Tân Hà sẽ chia sẻ cái cách chúng ta học bài 52 căn cứ 67 kế tiếp nhé. Bài 52 thì chúng ta sẽ học hỏi về những cái nội dung của hợp đồng lao động này, ký kết hợp đồng lao động, ngữ pháp thì cách viết hợp đồng lao động tiêu chuẩn, về phần từ vựng thì điều kiện lao động và trình tự làm việc, thông tin văn hóa thì học cách hợp đồng tiêu chuẩn ha. Rồi chúng ta sang phần hội thoại theo hoa y nhé. Rồi hội thoại thứ nhất. Dạ bố xeo là alo. Anh nhân xeo là gì? Xin chào. Hoa dông khu dông hoa ca chê khẩn lô cho con em thế là gì? Dịch là về điều kiện làm việc ha. Khu dông hoa ca chê là điều kiện làm việc. Kinh lô cho con là điều kiện làm việc là kinh lô cho con, còn cô dung hoa qua chê là chương trình cấp phép việc làm. Cung cơm hai tài là gì? Băn khoăn. Kê này là bằng với cọt đó. Tôi có cái chuyện băn khoăn về việc chương trình cấp phép việc làm. Sơ sơ ở đây là vì nha. Nè, ở tôn kê cung cơm ma xế không? Anh đang băn khoăn việc gì nào? Việc gì ạ? Cung cơm là anh đang băn khoăn việc gì vậy? Khứng nuôi xí càng nhé, thời gian làm việc ạ. Là thời gian làm việc. Chữ y đây là ha. Khi giác so ế, in nên khứng nuôi xí càng nè mà y đưa hai mên thì nâng coi hiểu. Chỉ cần làm việc man đây là chỉ ha, ở trong cái thời gian làm việc ở trong hợp đồng là được đúng không ạ? Thì giác là so là hợp đồng, ở trong thời gian hợp đồng là được đúng không ạ? Nê bộ thông minh bình thường. Kinh mưu si can là thời gian làm việc. Y đưa hai bên tèo thì chỉ cần làm trong cái thời gian làm việc, giờ làm việc là được. Cứ đơn tê, tuy nhiên. Giờ là chúng ta có cấu trúc là động hoặc là tính từ. Cộng với ưu miên tê tà, nếu làm gì đó thì được ha. Y đi mà nơi tê là gì? Khi mà nhiều việc thì dẫn trang kinh mu huy, dẫn trang là kéo dài, kinh mu là làm việc, na ở đây có nghĩa là hoặc, huy kinh mu là làm việc vào ngày nghỉ. Và đuôi câu này là có thể làm điều gì đó ha, ưu điểm suy tà. Có thể làm điều gì đó, à, khứ đê ớ, à, vậy ư. Dẫn sang kinh mu na hiwi kinh mu ca mã này ớ. Cái giờ làm việc, giờ làm thêm, hoặc là vào ngày nghỉ có nhiều không ạ? Dính chan kinh mu là giờ làm thêm. Hoặc là ngày nghỉ. Mình này là nhiều hay không? Mình chia này không? Không nhiều. Kuriko là và, hai lên từ nối và. Iran mang khum. Chúng ta có cấu trúc là động từ cộng union mang khum. Là như. Hoặc là như sẽ có thể nhận được, có chút của điền suy tài trên này cũng có thể là có thể nhận được cái trợ cấp bằng với cái lượng mà công việc mà bạn đã làm, với cái thời gian mà bạn đã làm. Rồi chúng ta nghe hội thoại nhé.
52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무시간이요. 계약서에 있는 근무시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장근무나 휴일근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장근무나 휴일근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무시간이요. 계약서에 있는 근무시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장근무나 휴일근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장근무나 휴일근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. 네, nghe lại hai lần rồi ha. Bây giờ qua câu hỏi này nè. 이반은 어디에서 전화했어요? 이반 đã gọi điện đến đâu? Từ để hỏi là ở đến đâu ha. 이반은 고용센터 là trung tâm tuyển dụng ha. Gọi đến đâu đó thì chúng ta dùng cái địa điểm đó cộng với giới từ e và đó cộng với động từ chonhoa ha ta. Ở đây là gọi hỏi đã gọi đến đâu thì mình chia thành quá khứ ha. Hello. Câu số 2. Iban thì muốn biết về cái gì? Iban nên muốn biết về kinh Musican, thời gian làm việc. Ai cô sipo heo ha. Rồi, mọi người chép vào nhé. Chúng ta qua qua phần từ vựng ha. Khuyến lô cho con là điều kiện lao động. Cùng đọc với Na nhé. 따라하세요. 근로조건. 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 Điều kiện làm việc. 계약기간. 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 Thời gian hợp đồng. 수습기간. 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 Thời gian thực tập. 근무시간. 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 근무 시간, thời gian làm việc. Rồi, 휴게 시간, 휴게 시간, 휴게 시간, 휴게 시간, thời gian nghỉ. 임금, 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 tiền công. 지급일, 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 ngày làm việc. 지급 방법. 지급 방법, 지급 방법, cách chi trả. 지급 방법, 업무 내용, 업무 내용, 업무 내용, 업무 내용, nội dung công việc. 제공하다, 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 cung cấp. 부담하다,
부담하다, 부담하다, 부담하다, 남입, 연박, 깻잎. 숙식, 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 안 nghĩ. Rồi, ta sang phần luyện tập 1 ha. Kế giác sơ rư sư tê mùl hắc kinh hê à hẻo. Kế giác sơ đây là hợp đồng. Sư tá đây là gì? Viết. Khi viết về hợp đồng thì mùl hắc kinh hê à hẻo là về kiểm tra về cái gì? Mùl là cái gì ha? Ở mùl nê dông anh xảy có bùi xẻ ơ. Ở mùl nê dông là nội dung công việc. Sai là kỹ. Ico bô tà là thử đọc kỹ về cái gì? À, nội dung công việc. Rồi chúng ta xuống phần câu số 1 ha. K. Rồi phần số 1 là gì? Kê giác so. Rư sư te. Khi viết về hợp đồng hoặc khi điền hợp đồng, khi viết hợp đồng. Bull Hawking hea hẻo. Bull là mua sưng là cái gì ha? Hawking là xác nhận. Hea hẻo là khi viết về hợp đồng thì cần phải xác nhận về cái gì? Họ mua nội dung anh thấy có bao giờ? Ở đây là này hãy đọc về nội dung hợp đồng, còn ở đây yêu cầu là gì? Khung nội si cả. Khung mu thời gian tại 읽어 보세요. Câu số 2. 계약서 쓸 때 뭘 확인해야 해요? Cần phải xác nhận cái gì đây? Su sức siki can. Thời gian thực tập. Su sức siki can lên. Hakin hay a hay o. Rồi, mình sang bài thứ 2, bài câu số 3 ha. Câu số 3. Khi giác so rư su te. Khi viết hợp đồng, Wall Hacking hay ai hiểu? Im cơm, Wall Hacking chạy có bao giờ? Im cơm là tiền công ha. Câu số 4. Khi giác so rư sư tê mùl hắc kinh hê a hẻo. Xúc xích là cung cấp bữa ăn với là chỗ ở ha. Xúc xích chê công do bù rư. Hãy đọc những cái nội dung liên quan đến gì? Cung cấp bữa cái bữa ăn và nhà ở ha. Cha đi co bù xèo. Rồi, chúng ta sang phần 2. Phần điền vào ô trống nhé. Kinh khăn là ô trống. Hãy quan xong là hoàn thành. Phần hội thoại. Và thể hiện
đúng, thể hiện đúng, biểu hiện đúng, biểu hiện đúng vào cái ô trống. 월급은 언제 받는지 모르겠어요. Chúng ta có động từ cộng 는지 모르, ta là không biết cái gì đó. Quân cướp ở đây là lương. Anh là gì? Khi nào? Tôi không biết rằng là khi nào sẽ nhận lương. Kế giác so ở đây là gì? Hợp đồng. Ư rư là tân ngữ, hoắc kinh là gì? Xác nhận. Hãy tự xác nhận cái gì đó liên quan đến hợp đồng. Chi cướp pi là gì? Ngày chi trả. Chi cướp băng bóp là cách chi trả. Tôi không biết là khi nào nhận được lương. Khi giác soe chi cướp đi đưa hoặc kinh he vô xìu, hãy thử xác nhận. Là có cấu trúc và động từ A hoặc là O vô tà là thử làm điều gì đó ha. Hãy thử xác nhận. Thử xác nhận, kiểm tra xem tới cái ngày chi trả trong hợp đồng xem nào. Câu sai, khi giác soe nâng cọc vô tà so với những cái mà ở trong hợp đồng. Thì uống cướp đi lương. Chóc kê là ít ha. Thứ đâu cũng có cả tài rồi. Thì lương hình như có vẻ vào ít hơn. Thì chúng ta có động từ ở thì quá khứ là cọt cách tà là có lẽ đã ha. Có lẽ đã hoặc là dường như gì đó. Cứ musica là thời gian làm việc. Susukika là thời gian thực tập. Chikumun iru peo nên susukikan là thời gian thực tập đang học việc. Bây giờ đang là thời gian học việc nên là gì? Ira so, chúng ta có cấu trúc và danh từ cộng ira so dịch là vì cái gì đó ha. Vì là thời gian đang thực tập nên là kurongoi ở, nó sẽ như vậy. Câu số 3. Shiksa nên huệ sa e chế công he chu nâng coi gì yếu. Bữa ăn thì công ty cung cấp cho đúng không ạ? Công ty có cung cấp cho, sẽ cung, công ty sẽ cung cấp. Công ty sẽ cung cấp. Đúng không ạ? Khế giác so e ở trong hợp đồng. Luca đấy có nghĩa là ai? Động từ cộng đinh co ra cô sư do ịt. Tà là gì? Được viết. Được viết sẵn ha. Xin chong ở đây là đăng ký. Chi cúp là chi trả. Chi cúp là chi trả ha. Rồi. Chúng ta sang đoạn hội thoại thứ 2 ha. Ở đây là đơn thời gian đăng ký đúng không? Bạn có cung cấp bữa ăn hay không? Khi nhắc soe nuka là ai? Ai là người chi trả sẽ được viết ở trong đó. Thì cái đuôi câu ở dưới đây là có cấu trúc là a o ita là đang làm điều gì đó ha. Đang làm gì? Bữa sau sẽ có một những cái video liên quan đến dạy về ngữ pháp hơn. Nên là trước khi mà học thì mọi người nên học ngữ pháp kết hợp với mỗi bài thì cũng có ngữ pháp sẵn rồi, thì thực ra mình sẽ nhắc lại một lần nữa cho nhớ tổng thể về cái ngữ pháp, cách dùng như thế nào, cách nhớ ra làm sao. Nên là các bạn để ý nhé. Rồi, đoạn hội thoại thẻ hoa y là hội thoại 2 ha. Ivan si là anh Ivan. Hàn Quốc kê chi ấp hàn con trái tê cô ít sấy ơ. Việc anh xin việc. Ở Hàn Quốc thì đang tiến triển tốt chứ? Nè, uni choa so vì là gì? Un là may mắn, vì may mắn nên là cho cơm hơi
한국에 갈것 같아요. Saturday, Saturday 한국? 한국? Có lẽ sẽ đi Hàn Quốc nhanh thôi. 지난주에 계약도 했고요. À, tuần trước cũng. Khi giác ở đây là gì? Hợp đồng. Tôi ở đây có nghĩa là cũng. Hết cô rồi là gì? Nữa. Và tuần trước thì cũng có. À, đã ký hợp đồng nữa rồi. Tôi đã ký hợp đồng rồi. Cứ đây hả? Vậy ư. Kính mưu chi nên địa điểm làm và việc. Ở đi đâu chọn he chất sửa ở đâu? Chọn he chi tả là gì? Định. Hoặc là quyết định ở đâu? Em quyết định địa điểm làm việc làm ở đâu vậy? À, kính mưu chi nên địa điểm. À, chắc là chưa. Chọn he chi chi ảnh át xin đà vẫn chưa quyết định. Vẫn chưa quyết định á. Ilan, trước tiên. Hàn Quốc kê san ấp in nhóc công ta nên thông he. Thông qua, à, chúng ta có cấu trúc là danh từ ư hoặc là rư. Thông he. Là thông qua. Thông qua cái tổ chức phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ha. Của Hàn Quốc. Và đây là tổ chức phát triển. Công tan là tổ chức phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc. Thường mọi người thấy chữ Human Resource Development là HAD đó, à, là cái tổ chức mà nó tổ chức cho mình kỳ thi ha. Khi chắc cưng hành sang thề ờ. À, tôi vẫn đang ở trong trạng thái là gì? Trạng thái là đã ký hợp đồng. Đã ký hợp đồng. À, thông qua cái tổ chức đó. Rất khôn nhô. Vậy ư. Nếu vậy thì 언제쯤 이라는 것은 알 수 있어요? Khoảng khi nào? 언제쯤 là khoảng khi nào? Thì bạn có thể biết được cái nơi mà Irada là làm việc. Kinmuchi nên nơi làm việc. Sau khi nhập cảnh, nhập quốc là nhập cảnh vào Hàn Quốc. Hu này có nghĩa là hậu là sau này. À, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc thì cái cấu trúc ở sau khi làm gì đó là Union Hue. Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc thì chi ấp khu giúp quân Phật Tinh Huê Alo Tinh Đèo sẽ được nhận đào tạo, học đào tạo. Rồi về công việc, về việc. Rồi sau đó thì sao? Thông báo cho. Ai tà là động từ biết mà Ali tà là thông báo. Mà O Chu tà ở đây là gì? Cho biết đó. Cho biết ha. Và đuôi câu kết thúc ở đây là Nien ta cô hiểu là nghe nói rằng là sẽ thông báo cho biết ha. Thì cái chỗ này là Nien ta cô hiểu, người ta giãn lược thành là Nien tè dù đó. Rồi chúng ta nghe hội thoại nhé. Đề hoa y. Iban 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요.
ta nghe lại nhé. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Rồi, chúng ta sang phần câu hỏi nha. Iban đang muốn xin chuẩn bị học cô ấy Iban thì đang chuẩn bị cái gì? Iban đang chuẩn bị xin việc ha. Iban nên muốn là từ để hỏi nè. Vậy mình chỉ cần thay chữ job vào đây là được. Job vào đây là tìm việc hoặc là xin việc. Job chuẩn bị học cô ấy. Câu số 2. 이반은 한국에서 일할 거예요. 일할 거예요. Ở đâu này ha? Chỉ cần thay hai từ để hỏi này thôi. Mọi người chép vào nhá. Một là job mà hai chính là gì? Hàn Quốc. Rồi chúng ta qua thủ tục xin việc ha. Miễn job 보다, miễn job 보다, miễn job 보다, miễn job 보다 là phỏng vấn. Sao chủ, sao chủ, sao chủ, sao chủ doanh nghiệp, chiopja, 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 người tìm việc, kuyonghada, 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 tuyển dụng thuê, chiophada, 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 xin việc, kêyakulhada, 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 계약을 하다, 계약을 하다, 계약을 하다 là hợp đồng. 계약을 하다, sign 하다, sign 하다, sign 하다, sign 하다, 서명 하다, 서명 하다, 서명 하다, 서명 하다, 이땐 근무 하다, 근무 하다, 근무 하다, 근무 하다, làm việc. 근무지, 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 địa điểm làm việc. 업체명, 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 tên doanh nghiệp. 퇴직하다, 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 thôi việc. 해고하다, 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 사타이. Rồi, chúng ta sang phần luyện tập 2 nhé. Ở đi, pin khan là gì? Ô trống. Hãy hoàn thành cái đoạn hội thoại.
bằng cách là gì? Chọn từ biểu hiện phù hợp, biểu hiện đúng vào trống. Ở tia sao ý ra kê tịch sấy á, ở đây chúng ta có động từ cộng kê tê tà là được cái gì đó ha. À, bạn được làm việc ở đâu vậy? Chán xi măng nhơ, đợi tôi một chút ạ. Khi giác soi do ở trong hợp đồng. Kinh mu chi là gì? Chi trong này là trong từ chi tô là địa điểm ha. Còn kinh mu chi can là thời gian làm việc. Hoặc kinh hà tà đây là gì? Xác nhận. Mô tả đây là thử. Hãy thử xác nhận về gì? Cái địa điểm làm việc. Câu số 2. Chúng ta có danh từ cộng với giới từ E ở đây và môi là gì? Cái gì? So gia hay dấu là gì? Phải viết, phải điền vào cái gì? Ibanshi ka chichikun hanen sarami ni ka. Vì là cái người mà đang tìm việc, Iban đang tìm việc nên Iban si irumun suzeo. Irum ở đây là tên, sư tá đây là viết hoặc là điền ha, viết hoặc là điền cái tên. Của dông ra là người tuyển dụng. Chi ấp cha là người xin việc. Câu 3, 같이 일하게 돼서, vì được làm việc cùng nhau. 일하다 là làm ha. Vì được làm việc cùng nhau nên 기쁩니다 nên rất là vui. 여기 에다가, chúng ta có danh từ cộng 에다가 là vào ha. Vào 여기 là gì? Vào đây. Chấm 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 gì đó, thân ngữ ở đằng sau và động từ đằng sau ha. 네, 그럼 이제 계약이 다 끝난 건가요? Vậy thì bây giờ hợp đồng, khế giác ở đây là hợp đồng ha. Kinh na ta là hoàn thành, đã hoàn thành rồi đúng không ạ? Sai na seo là gì? Hãy ký tên vào đây, hãy ký tên vào đây ha. Hãy là seo, đến topo seo là hãy phỏng vấn. Chúng ta chọn câu số 1 ha. Câu số 4 nào. 저도 한국에서 일을 하고 싶어요. Vì tôi muốn. 일하다 là gì? Làm việc. 저도 là tôi cũng. Vì tôi cũng muốn làm việc ở Hàn Quốc. 한국에 chấm chấm chấm. Chúng ta có động từ mà cộng với 으러면. Ở đây thì mình dịch là nếu muốn. Nếu muốn, cô dung là gì? Tuyển dụng. Chiop ở đây là xin việc. Nếu muốn xin việc hoặc là tuyển dụng. Món cho hăng gu co nâng nhóc si hôm đông phủ xe. Nếu muốn xin việc vào Hàn Quốc thì phải gì? Thi kỳ thi, tốt biết kỳ thi năng lực tiếng Hàn ha. Phụ tà. Thì chúng ta thường có một cái cụm từ là si hôm môn bô tà. Là thi một cái kỳ thi gì đó. Thì chúng ta sẽ học thuộc cái cụm này là gì? Thi thi. Thi kỳ thi năng lực tiếng Hàn ha. Chúng ta chọn câu số 2 là xin việc nhá. Rồi, bây giờ nối bức tranh này vào cho cô nào. Hego ha đã. Hego là gì? Cream bên phủ cô. Hãy xem bức tranh. Rồi sau đó, giữ chân là liên kết. Câu. Ai mặt ta là gì? Phù hợp. Số 1. Hego ha ta. Sa thải. Số 2 ký tên. Số 3 là gì? Ký hợp đồng. Số 4 là phỏng vấn. Rồi. Sa thải là số riêng, một riêng ký tên. Kia ký hợp đồng, phỏng vấn. Rồi, mọi người điền vào nhé.
Rồi chúng ta chuyển sang phần hoạt động ha. Thơm thư chung kinh lô kê giác kia mày ta. Sau đây là hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Hãy gì? Đọc kỹ. Rồi hãy trả lời. Sa dông cha là gì? Người lao động. Chiếc cha là người xin việc. Tên doanh nghiệp. Đây là địa chỉ. Họ tên. Đây là họ tên. Địa chỉ. Nước. Nước là sinh sống ở quê ấy ha. Đây là số điện thoại, chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh. Chú ý là trong tiếng Hàn là thành là năm tháng ngày nhé. Rồi sang phần thời gian hợp đồng lao động nè. Đây là địa điểm làm việc và nội dung công việc. Xin kêu là mới. Ịp cúc cha. Là người lao động mới á, nhập quốc gia là người lao động mới nhập cảnh á. Y ship sa ke won là 24 tháng. Sa op chang thành công cha. Chữ che này là tái nè, hoặc là người tái sử dụng lao động ha. Còn chỗ này là ngày tháng năm của người thay đổi nơi làm việc. Suzuki Kan là thời gian thực tập. Hoa dông là gì? Sử dụng. Ip cúc kinh bu tho là từ ngày nhập cảnh. Ip cúc là nhập cảnh. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Mi hoài riêng. Là chưa áp dụng. Chưa dùng. Xin kêu là mới ha. Thu ninh che, ịp cúc chai, cần lô chai kỳ ca ninh. Thời gian hợp đồng lao động của người lao động mà mới hoặc là tái. Tái tuyển dụng á. Tái tuyển dụng. Thì Ip cookie vu tho ki san ham thì người được tính từ cái ngày mà ngày những người ta nhập cảnh. Ip cook là nhập cảnh, vu tho là từ, ki san ham là được tính, ki san là được tính từ cái kỳ, từ cái ngày đó. Than là riêng á, là theo điều số 18 mục số 4. Sam keo chui cúc là gì?
sau khi xuất cảnh 3 tháng. Sau khi xuất cảnh 3 tháng thì Che Yip Kuk Han Kyong-woo là trường hợp tái nhập cảnh. Yip Kuk Ha Yo là gì? Là nhập cảnh vào rồi. Kinh Lô Rư Si Chắc Han Nai Bù Tho, kể từ cái ngày bắt đầu công việc Kinh Lô đã bắt đầu làm việc. Kinh Lô Kê Giác Kê Hô Rốt Kê Phải Sen thì cái hợp đồng lao động đó phát sinh Hô Rốt là hiệu lực. Rồi địa điểm làm việc là ở đâu đây? Công ty nội thất của Hàn Quốc này. Ở tỉnh Gyeonggi-do, thành phố Gwangju, ấp Oppo, Sinhali. Đường gì? Số 1 có đường Sinhali ha, à, đây nè. Sinhali. Ở trong là loại loại ngành làm á ha. Là ngành sản xuất chế tạo. Nội dung. Nội dung ở đây là nội dung. Nội dung. Làm việc. Bán và sản xuất. Đồ nội thất. Chinh mu ne dung là nội dung công việc. Đây là lắp ráp đồ nội thất. Rồi ta sang câu hỏi của bài này nè. Ta ôm chung châu số sau nít cha nan si e kê giác ne vô ngân mạch si an ninh, cái nào là hãy chọn cái nào không đúng với cái nội dung hợp đồng của nít cha nan. Thời gian hợp đồng là 2 năm. 24 tháng là 2 năm đúng ha. Thời gian thực tập là 3 tháng. Đây. Suzuki Can là 3 tháng, ta tích vô đây nè ha. Suy ra cái này đúng ha. Người xin việc, người Chiopcha xin việc. Chiopcha. Đây. Tên là gì? Natchanan. Nhưng mà cái này ghi người xin việc đó là Kim Min Su là sai ha. Sai, chọn câu 3. Và gì sẽ làm công việc sản xuất đồ nội thất. Sản xuất đồ nội thất, Kaku là đồ nội thất. Rồi, bây giờ qua phần văn hóa ha. Hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Hợp đồng lao động tiêu chuẩn là gì? Của dân Hokage Ro Hàn Quốc kê sao ra kê tê tê khi mà được làm việc ở Hàn Quốc với tư cách là gì? Chương trình tuyển dụng việc làm. Thì Pyo Jun Kun Lo Ke Yak So Do Sai Yong Ham Nita thì sẽ sử dụng cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn này. Pyo Jun Kun Lo Ke Yak So Nen, hợp đồng lao động tiêu chuẩn Kun Lo Cho Con là điều kiện làm việc. Nó liên quan đến điều kiện lao động làm việc. Bun Chang ở đây là gì? Phân chanh, phân chia. Dễ ban là dự phòng phân chia ra. Và quý cúc kinh kinh lô chai quân ít bô hô ha ki vi he. Để bô hô là để bảo vệ, quân ít là cái quyền lợi của người lao động nước ngoài. Theo như cái luật cho nghe chinh so xích kim này ta. Nó là một cái bản hoặc là cái văn thư, văn kiện để mà được quy định bởi luật để mà bảo vệ cái quyền và lợi ích của người lao động nước ngoài. Pô chun kê giác so nên hợp đồng tiêu chuẩn, hợp đồng lao động tiêu chuẩn là trong đó có kinh lô kê giác kỳ can thời gian lao động, thời gian làm việc.
Địa điểm Chiop làm việc. Ở Munejong là nội dung công việc. Kunmusikan là gì? Thời gian làm việc. Hyusikikan là thời gian nghỉ. Hyui là ngày nghỉ. Imkum là gì? Tiền công. Imkum chikup shikiwa, thời gian chi trả tiền công và gì? Cái cách hoặc là phương pháp. Cư bạc kê, ngoài ra. Sayong cha wa we kukin kun lo cha ka, người sử dụng lao động. Và người lao động nước ngoài. Sang hô kane thì giữa mối quan hệ giữa người lao động nước ngoài với là người sử dụng lao động á. Chọn ha cha cô hanin kun lo cho con e, sự quan han là liên quan đến cái việc điều kiện lao động nè. Người ta đã quyết định giữa hai gì, giữa người lao động và người sở hữu lao động là gì, nó sẽ chứa những cái nội dung đó. Ngoài ra thì cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn nó sẽ chứa những cái nội dung liên quan đến điều kiện lao động để đảm bảo được cái quyền lợi giữa cái người lao động và gì, thống nhất giữa sự người lao động với lại người chủ sở hữu lao động á, sa dông cha. Qua tiếp theo ha. Protun kunlo ke yak soe chuyo nay dung, nội dung chủ yếu ở trong cái hợp đồng lao động. Nội dung chủ yếu trong hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Protun kunlo ke yak so là hợp đồng lao động tiêu chuẩn. Kiyakikan là thời gian hợp đồng. Inlene so sanyen ine, từ 1 năm cho đến dưới 3 năm. Soro hạt i hai yo là sẽ thỏa thuận với nhau. Thỏa thuận rồi sau đó là khói son hay suy ta là quyết định, có thể quyết định. Ite là lúc này. Lúc này thì có sam kewon susukikan là thời gian thực tập. Soi trong hai sui sumeo có thể quyết định thời gian thực tập vào trong vòng 3 tháng. Susukikan thời gian thực tập, trong cái thời gian thực tập chúng ta có danh từ cộng tông an là gì, tại trong khi trong thời gian thực tập thì tiền công im cơm là 90% phạt kê trên này ta, tiền công là được nhận 90%. Kunmusikan là thời gian làm việc. Kunlo kichun pope chong han tero, theo như cái việc quyết định theo cái luật tiêu chuẩn làm việc thì idi song kun bình quân một ngày. Thì sẽ phải gì? Ghi ra cái thời gian làm việc, kunmusikan là thời gian làm việc. Hachiman ở đây là gì? Nhưng mà nông ốc, ngành nông nghiệp. Ngành chăn nuôi. Ngành ngư nghiệp. Kunmusikan kiche sen nát hai sui sumida này cũng có thể ghi về thời gian làm việc. Xen nhắc ở đây là gì? Giản lược. Giản lược cái thời gian làm việc. Im cương là gì? Tiền công. Im cương minh chế cho im cương là lương tối thiểu. Y chan xếp xa nhân hân che si gang tang. Và từ năm 2014 là 1 giờ là khoảng 5.210 won. So với tiêu chuẩn một payan thì ta là nó cao hơn so với tiêu chuẩn. Khi giác khi can chung trong thời gian hợp đồng chê cho incumen orumen, lương tối thiểu vùng mà tăng lên.
Orida đây là tăng, nếu như mà tăng lên thì Orin ki chunin chok yong hay an này ta là phải áp dụng cái tiêu chuẩn tăng lên. Y hăng mốc kê là về cái hạng mục này. Im cung qua ham kê, im cung chi cướp băng bóp qua, im cung chi cướp bì rư ham kê ki chê hay an này ta là gì? Cũng phải ghi về cái ngày chi trả tiền công, ngày trả lương. Và im cung chi cướp băng bóp là cách trả lương, hoặc là phương pháp trả lương. Xúc xích chê công là cung cấp ăn nghỉ. Khi xúc xa qua xích xa đưa chê công hà nên chì. Gió bu kia che khan đi mày bà cũng có cái khung để ghi gió bu là cái nội dung người ta có cung cấp cái bữa ăn hay là ký túc xá hay không, ký túc xá ha. Xúc xích chế công hăng cho trường hợp mà người ta cung cấp ăn nghỉ thì người lao động cứ bi dông ơn bu tam hà nên trong tô tô nhong si chokoro kia che hay người ta cũng sẽ phải ghi rõ ràng. Nhưng si là rõ ràng về cái mức, cái khoản mà người lao động sẽ phải phải chịu. Bu tam ở đây là phải chịu ha. Rồi chúng ta sang câu này ha. Thủ tục ký kết hợp đồng lao động. Động từ cộng ki chon là trước khi nhập cảnh vào Hàn Quốc thì Hàn Quốc sao nó nhắc công tan qua là gì, là cái cơ quan phát triển nguồn nhân lực. Xe coi là ký kết. Lô kê giác là gì? Hợp đồng lao động. Thì ký kết hợp đồng lao động. Hàn Quốc Sanop Kinh nhóc công ta nên cơ quan phát triển nguồn nhân lực á thì kinh lô kê giác xe coi mít tô ít chi quân thay tha thẻ hẹn hâm này ta. Cái tổ chức cơ quan phát triển nguồn nhân lực này á thì người ta sẽ đại diện ký kết. Tôi siêu là đại diện ký kết. Cái hợp đồng lao động. Và cái hợp đồng lao động này thì Sa Ok Chu Ga Tu Chắc Xong Hay Do chủ doanh nghiệp Tu Vu, đây là hai bộ sắc son là soạn thảo ra hai bộ. Sao chu chủ doanh nghiệp một bộ, chủ doanh nghiệp thì một bộ, còn người lao động kinh lô cha là người lao động thì mang một bộ, giữ một bộ ca chi cùi xoan gì cả thì phải giữ một bộ. Kinh lô cha là người lao động ha. Và tới đây là tất cả những cái thông tin liên quan đến gì, hợp đồng lao động tiêu chuẩn của Hàn Quốc thì nó chứa những cái thông tin gì trong đó thì mình đã giải thích hết rồi. Nó cũng là trong thành phần thông tin à, nó cũng khá khó với mọi người ha.
Rồi, bây giờ chúng ta nghe nha. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회사에서 식사를 제공해요? 4번 어디에서 일하는지 알아요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 회사에서 식사를 제공해요? 4번 어디에서 일하는지 알아요? 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 자, nghe câu 1 để chọn lại nha. 언제입니까? Bây giờ là khi nào? 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2.
là thời gian làm việc. Tất cả 4 câu đều là in meta hết ha. Kết thúc đuôi câu đều là in meta là hết á. Là thời gian làm việc. Cái thứ hai là gì? Là thời gian nghỉ. Câu số 3 là thời gian hợp đồng. Kim cương chi cúp đi là ngày trả lương. Ngày trả lương. Thì chúng ta chọn là gì? Đây là trong thời gian làm việc ha. Sang nghe câu 2 nào. Người này bây giờ đang làm cái gì? 2번. 늘 1번. 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 ở đây là gì? Phỏng vấn. Khi học học các cụm nha mọi người. Kiểm tra điều kiện làm việc. Kiểm tra và xác nhận điều kiện làm việc. Ký hợp đồng. Là gì? Phân bổ ra làm việc. Chúng ta chọn đáp án số 2 là chúng ta chọn đáp án số 3 ha. Ký vào hợp đồng làm việc. Câu số 3, nghe 3, 4 nào. 무엇을 하고 있습니까? 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 회사에서 식사를 제공해요? 회사에서 식사를 제공해요? 어, 공티 có cung cấp cái bữa ăn hay không? 식사. 제공 là cung cấp ha. Vậy thì xem nào, 점심은 줘요. Vâng, cho bữa sáng và cho bữa trưa. Rồi câu số 2 là thời gian hợp đồng là 1 năm. Câu số 3 là vâng, người ta cung cấp ký túc xá. Và câu số 4 là gì? À, lương thì sẽ được chi trả vào ngày 25. Câu số 3 này chúng ta sẽ chọn đáp án là số 1 ha. Sẽ đưa cung cấp, sẽ cung cấp và sẽ đưa bữa sáng và bữa trưa. Rồi, nghe câu 4 nè. 4번. 어디에서 일하는지 알아요? 어디에서 일하는지 알아요? 어디 là ở đâu?
có biết là làm việc ở đâu không? Câu số 1 là gì? Ne meta ichibui deo. Vâng, mỗi tháng. Meta là mỗi tháng. Là ngày 25. Câu số 2 là gì? Ne taum tai butai deo. Từ tháng sau. Taum tai là tháng sau. Irata là làm ha. Làm từ tháng sau. Câu số 3 là gì? Anh yêu là gì? Không. Kunmuchi ichibui deo. Là địa điểm làm việc. À, chích là gì? Chưa. Ủa là giờ là gì? Chưa biết. Anio ở đây là không. Khi dắt khi can là thời gian làm việc. Thời gian hợp đồng. À, chích này là chưa. Ủa là giờ là gì? Chưa biết thời gian hợp đồng ha. Chưa biết là thời gian hợp đồng. Chúng ta nghe câu số 5 nhé. Coi đáp án này, chọn đáp án nào. Bạn có biết là ở đâu không, làm việc ở đâu không? Không, tôi vẫn chưa biết cái địa điểm làm việc. Câu số 5. Iyaki đưa từ cô. Nghe cái câu câu chuyện. Rồi sau đó hãy trả lời cái câu gì? Hãy chọn cái câu trả lời phù hợp. Lichimun là gì? Câu hỏi. Giáo cha nên mua te mune. Vì mua là gì? Cái gì? Cái người phụ nữ vì cái gì? Còn son là gì? Đang lo lắng. Lo lắng về cái gì vậy? Chúng ta nghe lại câu 5 nhé. 십시오. 계기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. Tôi lo lắng vì không thể cung cấp gì cái ký túc xá nên là tôi hơi lo lắng. Nghe lại câu 5 nhé. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. rồi xem nhá. Thì giác cho nên phải hoặc kia này bạch chứ. Hãy bạch chí. Bạn đã tự xác nhận kiểm tra lại hợp đồng chưa? Kiểm tra xác nhận lại hợp đồng chưa? Grande. Nhưng mà tuy nhiên. Khi xuất xa ca chế công ha chi hả na so. Vì không cung cấp. Khi xuất xa là gì? Ký túc xá. Đây là khọt chong. Ia. Rồi tôi lo lắng. Tôi lo lắng vì không cung cấp ký túc xá. Cứ thế. Vậy ư. Bồ thông là bình thường. Ký túc xá là ký túc xá. Chê công y thể nên đê thì được cung cấp nhưng mà y sang a tè. Được cung cấp. Y sang a tà ở đây là gì? Kỳ quá, lạ quá. Ký xuất xa ga mở ra so là gì? Vì xa ha. Ký xuất xa là ký túc xá. Thì dắt so ga học so là vì không có hợp đồng. Ký xuất xa ga học so là vì không có ký túc xá. Cô ấy đang lo lắng vì không có ký túc xá ha. Còn trong nhà là tôi đang lo lắng vì không cung cấp ký túc xá này. Khi nhắc so in lo bolo so vì làm mất hợp đồng.
Vậy là mất hợp đồng. Rồi, mình ta nghe câu 52과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 모니카 씨는 근로 계약 기간이 다 되었는데 우리 회사에서 1년만 더 일하는 게 어때요? 사장님, 그럼 월급을 좀 올려주세요. 저는 그동안 열심히 일했어요. 그래요. 우리 공장에서 일한 지 1년이 다 됐으니까 월급 좀 올려줄게요. 감사합니다. 월급을 올려주시면 더 열심히 일할게요. 그럼 내가 내일 고용센터에 가서 재고용을 신청할게요. 여자에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 52과 1. 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오. 모니카 씨는 근로 계약 기간이 다 되었는데 우리 회사에서 1년만 더 일하는 게 어때요? 사장님, 그럼 월급을 좀 올려주세요. 저는 그동안 열심히 일했어요. 그래요. 우리 공장에서 일한 지 1년이 다 됐으니까 월급 좀 올려줄게요. 감사합니다. 월급을 올려주시면 더 열심히 일할게요. 그럼 내가 내일 고용센터에 가서 재고용을 신청할게요. 여자에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Rồi, cái bạn nữ này và cái nào là cái mà đang đúng với cái lời giải thích? Sau đây là giải thích thôi. Giải thích về các bạn nữ. Nay 고용센터에 갈 것이다 là gì? Ngày mai sẽ đi đến trung tâm lao động. Câu số 2, 월급 ở đây là lương. 많다 là gì? Nhiều. Vì nhiều lương nên là 열심히 là gì? Đã làm việc chăm chỉ. Câu số 3 là 이 공장에 ở cái xưởng này. 이 년 동안 일했습니다 là đã làm việc 2 năm. Ôi cứ vẫn ổ lo chú viên, nếu như mà tăng lương. Lương ổ lo chú ta là tăng ha. Y công gia nghe kế xúc y răng còn xảy ra thì sẽ tiếp tục. Kế xúc và tiếp tục làm việc. Ở cái gì? Xưởng này. Rồi chúng ta sang đoạn hội thoại nè. Monica nên kinh lô kê dắt. Kikani tha thì nên đề. Hợp đồng lao động của Monica thì bây giờ là gì? Đã gần hết rồi. Đã xong rồi. Uri Hesai sao ý liên man thời ra nên kê ở thế á. Bạn có muốn làm thêm một năm ở công ty chúng tôi nữa không? Sao giang nhiên, giám đốc. Cứ ra một cúp chùm ủi lo cho xe ạ. Thì hãy tăng cho tôi thêm một chút lương. Cho nên cứ tăng an dân sư mi ý đế sợ ạ. Thời gian qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Cứ đê ạ. Vậy thì Uri công trang ngày sau ý đàn chi liên nên thả thêm sư ni cả. Vì là tất cả các bạn đã làm việc ưu điền chi. Rồi cộng với danh từ chỉ về thời gian ở đây ha. Rồi ta tuyệt tà là gì đã được làm việc hơn ở đây một năm rồi là gì? Ủi cứ bên chung ủi lơ chung kìa. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Ủi lơ chú đà là tăng lương ha. Cảm ơn ta. Xin cảm ơn. Ủi cứ bên ủi lơ chú xin ơn. Nếu như mà tăng lương cho tôi thì to giới xin đi ra kìa. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Cứ đâm nè ca. Này khủ dung xin thôi. Cả sọ. Chê vô.
제 고용은 신청할게요. như vậy thì tôi sẽ gì tái đăng ký. Tái đăng ký xe cô dông là gì, tái tuyển dụng bạn á, đăng ký đi đi đi, đi tái đi đăng ký tái tuyển dụng lại ha, đi lên trung tâm để đăng ký tái tuyển dụng lại. Thì trên đây chúng ta xem đáp án là gì, cái nào là cái câu mà đúng với cái lời giải thích của bạn nữ nói về bạn nữ là quê cướp bên ủi lo chu nên y công trang ngày sau khi xuất viên răng co xì đà là có, nếu như mà tăng lương cho cô ấy thêm một năm nữa thì cô ấy sẽ làm việc ở cái xưởng nhà máy này. Chọn đáp án 4 ha. Rồi chúng ta qua phần đọc nè. Ở đây có ổng mu nê dung nè, là gì? Nội dung công việc. À, Suchechi là địa chỉ làm việc. Tên doanh nghiệp. Thời gian làm việc. Câu số 2, kế giác cơ ha cô là gì? Tôi đang ký kết hợp đồng. Kim cương là tiền tiền công. Chi cướp là chi trả. Tôi đang chi trả tiền công. Câu số 3 là gì? À, đang phân bổ. Bố trí phân bổ địa điểm làm việc, nơi làm việc. Đang sa thải người lao động, heco sa thải, kinh cha là người lao động. Chúng ta chọn đáp án số 2 ha. Sang câu số 3 nào. Ông chê vui cướp đi từ đâu nên chi mũi ra sao tắp tắp hèo. Tôi không biết rằng là ta có cấu trúc động từ cộng ninh chi mô rư tà, không biết rằng là đây là nghĩa của cấu trúc này ha, và chỗ này là thử râu nên chi là gì, vào ấn chê uê cúp là gì, lương không biết lương là khi nào, vào nữa nên là tắt tắt thèo nên hơi bực bực bội, tắt tắt là hơi bực bội. Theo chung kinh lô kẻ dắt so so ở trong cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn thì chấm chấm thấy ư rư là phải điền danh từ này, tha si là lại nè, sách ra là thử tìm lại. À, xem thử cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn coi. Suchechi là địa chỉ. Optimum là tên doanh nghiệp. Im cơm chi cúp nai cha là ngày trả lương. Rồi là cách trả tiền công. Chọn câu 3 ha. Câu số 4. Danh từ đây là điền danh từ này, ư rư này, hokkin hay vắt sợi không? Bạn đã xác nhận kiểm tra cái gì đó chưa? Nê nông cha nghe so xa qua ta nên đi đưa hay có cơ thầy ờ, hình như là gì? Sẽ làm việc. Có cơ thầy là có lẽ là sẽ làm việc gì? Hái táo ở xưởng. Đây là kinh musica là thời gian làm việc. Này là thời gian nghỉ ngơi. Nội dung công việc. Xích xa chê công là gì? Cung cấp bữa ăn.
Vậy thì câu số 4 chúng ta chọn đáp án nào. Cái nội dung của công việc hả? Bạn đã thử xác nhận cái nội dung công việc chưa? Vâng, có lẽ là sẽ làm việc liên quan đến việc hái táo ở nông nông trường ha. Này không phải là xưởng, nông trang là nông trường, nông trại. Nông trại. Rồi, câu số 5. Cú dùng Hokkaido Hàn Quốc kê thử đầu tê khi vào Hàn Quốc. Khi đi vào Hàn Quốc theo cái diện là chương trình cấp phép việc làm. Thì kinh lô kê giác anh xe gọi người ta thì sẽ ký cái hợp đồng lao động. Thì ký hợp đồng lao động thưa chung kinh lô kê giác sau này nên trong cái hợp đồng lao động tiêu chuẩn thì kinh lô kê giác khi can là thời gian kinh lô kê giác là làm việc. Cái thứ hai là Chi óc trang sô là địa điểm làm việc. Còn mu nê dông là nội dung làm việc. Kinh mu si can là thời gian làm việc. Hiu mu ki si can là thời gian nghỉ. Hưu y là ngày nghỉ. Kim cương là tiền công. Thời gian chi trả, chi lương, chi trả. Shiki là thời kỳ chi trả, cách chi trả. Cư bạc kê ngoài ra sa yong cha qua Vê cúc kinh kinh lô cha sang hô ca nê. Giữa chóng ha cha cô ha ninh. Người ta còn được quyết định hội thỏa thuận giữa người lao động của người nước ngoài với lại cái người chủ doanh nghiệp. Sao cha là chủ doanh nghiệp. Tam quy tà là chứa những cái hạng mục, chứa những cái mục mà liên quan, e quan han là liên quan. Đến gì ạ? Nơi làm việc. Kinh lô kê giác là hợp đồng lao động. Kinh lô cho con là điều kiện làm việc. Kinh lô siki là thời kỳ làm việc, thời kỳ lao động. Chúng ta chọn đáp án số 3 ha, là điều kiện làm việc nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần luyện tập mở rộng ha. Chúng ta có danh từ uru bomen. Nếu như mà nhìn vào cái gì đó thì han tai là một tháng, tông an là trong một tháng, ira cô bạch tinh và ta đã đánh lệnh trong một tháng, su tang là trợ cấp, hòn mai cô là bao nhiêu, hòn ma đây là gì, bao nhiêu, xe cư minh hòn ma na nên nên chi tiền thuế xe phải trả, hòn mana là gì, bao nhiêu. Ai suy là gì? Có thể biết được. Ở đây chúng ta có từ gì? Dòng su chân là hóa đơn. Chu kinh ca tư là thẻ đi làm. Với cúp nhân xe so là bảng chi tiết lương. Hợp đồng lao động.
thông tin bản chi tiết lương, nếu như mà nhìn trong cái thông tin bản chi tiết lương thì bạn có thể biết được là cái trợ cấp bạn được nhận được trong cái thời gian làm việc 1 tháng là bao nhiêu, tiền thuế là phải trả bao nhiêu ha, ai suy tà là có thể biết ha. Rồi câu số 2, gió hay ngân khả đâu qua nên đây, tôi định đi du lịch à, chích chấm 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 vẫn chưa biết cái gì đó liên quan nên mốt là không thể, xong ha, tà là quyết định nên tôi chưa thể quyết định cái gì đó cho nên pensioni xuống đây, tôi thì thích phòng trọ, pension là gì, phòng trọ, còn bạn của tôi ấy thì lại thích min bát, nhà dân, thì định chọn nhà dân. Và thế ở đây chúng ta chọn đáp án này nhỉ, xúc xô ha, là địa điểm nơi ở, nơi nghỉ ngơi, nơi nghỉ, khi ca là thời gian, cô thông là giao thông, ngày cha là ngày. Rồi chúng ta chuyển sang câu số 3 nhé. Uri Hesa thùng nhô qua ham kê cháy mì nên dọn hoa thuộc của cô. Tôi cũng xem những bộ phim thú vị cùng với ai, thủ nhô ở đây là đồng nghiệp, Hesa đây là công ty. Hôm nay thì tôi xem những cái bộ phim, xem thì ta là phim thú vị cùng với đồng nghiệp của công ty. Chúng ta có cấu trúc danh từ qua qua, ham kê là cùng với ha. Chó nhóc tôi mà có xin người ta và tôi cũng đã ăn tối ha. Chú cơm phi con nét chim ăn dù hơi, chú cơm này là hơi, phi con hai ta là hơi mệt, chim ăn là nhé, nhưng hơi mệt nhưng mà Achu rất là gì đó, Achu rất mệt nhưng mà cái gì đó thì đằng sau chắc là gì, điện tính từ rồi. Hana ta là bực bội, Simple ta là buồn, Single ta là vui, Video là gì? Cô đơn. À, ta chọn đáp án số 3 nhé. Rồi, bây giờ mình chuyển sang phần nghe những cái từ này ha. Khung nịt, chữ đọc mà chữ K mà cộng với chữ R này nè, phải đọc là N, thành là khung nịt ha. Khung nịt, khung nịt, khung nịt, khung nịt. Cái này là con nhỏ, con nhỏ, con nhỏ, con nhỏ, tốt nghiệp, tốt nghiệp, trung nghiệp, thung nghiệp, độc lập, âm đốc, âm nhóc. Này sẽ đọc là peer mà cộng với viên thì đọc là nhờ ha. Âm nhóc, âm nhóc, âm nhóc, âm nhóc, hồng nhóc, hồng nhóc, hồng nhóc, hồng nhóc, con nhỉ, con nhỉ, con nhỉ, con nhỉ, con nhỉ. Soro hẳn nhóc khi am đi ta là cùng hỗ trợ hợp lực với nhau. Này tung nếp khi nó mi đi eo, tung nếp khi nó mi, tung nếp khi nó mi ha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.